Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì Phượng sẽ quay lại với một mẫu vẽ cọ nét nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ là tại sao mình sẽ học vẽ cọ nét. Và mẫu vẽ ứng dụng nhất trên hiện nay á, thì theo Phượng thấy và Phượng đã vẽ cho rất là nhiều khách thì đó chính là vẽ cọ nét. Ngoài cọ nét ra thì mình có ẩn hoa này, ẩn xà cừ này, vẽ nổi hoa này. Và tất cả những thứ đấy nó sẽ cộm trên móng hoặc là nó sẽ lâu hơn, nên là một số người chọn vẽ cọ nét. Và vẽ cọ nét thì chia làm hai loại, một là cọ nét này, hai là cọ bản này và cọ hoa cúc này. Thì theo Phượng thấy là cọ nét được mình sẽ sử dụng được nhiều nhất. Vẽ cọ nét ở ngoài hoa lá và vẽ những cái hình thù đơn giản ra ấy, thì mình còn vẽ các đường thẳng, đường ngang, đường dọc. Nên là theo Phượng ấy, thì khi mọi người học nail, mọi người nên học vẽ cọ nét nha. Còn nếu mà bạn mà muốn trở thành một thợ nail chuyên nghiệp ấy, thì theo Phượng thì mình nên học hết. Tức là tất cả những gì liên quan đến vẽ thì mình nên học hết ha. Còn một số bạn thì học tay ngang, tức là mình chuẩn bị sang nước ngoài ấy, thì các bạn không muốn học quá nhiều và các bạn cũng thấy là cũng không xài hết ấy, thì mọi người nên học vẽ cọ nét. Bởi vì là có những cái hoa văn đường thẳng khác kiểu ấy, thì mình vẽ cọ nét thì nó sẽ rất là hiệu quả. Và ở khách nước ngoài thì họ cũng thích vẽ đơn giản thôi, không cần vẽ phức tạp quá. Và nếu như mà mình học vẽ cọ nét thì mình cần chuẩn bị những gì ha? Thứ nhất là mình sẽ chuẩn bị cọ này. Thứ hai thì mình sẽ chuẩn bị gel vẽ này. Và khi mà mình chuẩn bị cọ thì theo Phượng thấy ấy, Phượng đã mua rất là nhiều loại cọ rồi. Thì mình chỉ cần mua 3 cái cây cọ thôi. Một là cây cọ ngắn, hai là cây cọ có cái cọ dài, và thứ ba là một cây cọ dài thật là mảnh, như là cái phần đầu cọ ấy, nó thật là mảnh ha. Còn về cái gel vẽ thì nếu như mà mình không vẽ quá nhiều thứ cầu kỳ thì mình chỉ cần vẽ 12 màu, tức là mình sẽ mua một bộ màu khoảng cỡ 12 màu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái màu chính, đó là màu đen và màu trắng. Thì cái gel vẽ cũng không quá mắc tiền đâu. Một hũ gel vẽ cũng rơi vào khoảng dưới 100 ngàn một hũ thôi. Và chúng ta có thể sử dụng rất là lâu luôn. Tức là khi mà một hũ gel như vậy Phượng sử dụng từ 3 đến 5 năm là chuyện rất là bình thường. Nên chúng ta có thể hoàn toàn mua được một bộ gel vẽ xịn một tí ha. Còn cọ thì mình cũng nên chọn những cây cọ nào mà mình ưng. Tức là mình có thể là mua nhiều loại khác nhau, mình về mình thử xem cái cây cọ nào phù hợp với mình thì mình sẽ giữ mình xài luôn. Như các bạn thấy ấy, thì trong tất cả các video với treo vẽ của Phượng sử dụng đúng có 3 cây cọ thôi. Và 3 cây cọ thì cực kỳ rẻ luôn. 3 cây này thì có mấy chục ngàn à, mà mình đã có 3 cây rồi. Và cái cọ của nó cũng rất là xinh nữa. Mọi người có thể là tham khảo thêm về 3 cây cọ này ha. Còn treo vẽ thì Phượng hay sử dụng cái treo Rimi. Treo Rimi thì Phượng chỉ sử dụng màu đen với màu trắng thôi. Còn những cái màu khác thì Phượng không sử dụng được. Hồi đó Phượng có mua 12 màu của Rimi ấy, cũng cỡ khoảng 800 ngàn, 900 ngàn gì đấy. Nhưng Phượng không sử dụng được, Phượng chỉ sử dụng được có 2 màu là màu đen với màu trắng thôi. Nên mọi người có thể cân nhắc là mình chỉ mua màu đen với màu trắng của Rimi thôi nhé. Ở đây thì Phượng cũng sử dụng một cái mẫu vẽ, đó là vẽ cọ nét cơ bản, nó basic thôi. Tức là mình chỉ vẽ những cái hình lá này, rồi hình hoa này. Các bạn thấy không? Rõ ràng là chúng ta chỉ cần sử dụng cọ nét thôi mà mình đã trang trí rất là nhiều thứ rồi. Khi mà mình vẽ xong như vậy thì mình cần phải lau đi nhá, bởi vì gel vẽ của mình có thể là nó vẫn còn màu bên trên, nên là khi chúng ta top nó rất là dễ bị lem, nên chúng ta cần phải lau đi trước khi chúng ta top ha. Video của Phượng đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay thì Phượng chỉ muốn chia sẻ với mọi người đó là chúng ta nên học cọ nét và tại sao chúng ta dùng cọ nét nhiều nhất thôi. Ở trong các video khác của Phượng ấy, Phượng có rất là nhiều video về hướng dẫn vẽ cọ nét, từ cách chọn màu, cách chọn cọ luôn. Thì các bạn có thể quay lại về các video từ buổi 1 về học vẽ cọ nét ha. Cũng có nguyên một danh sách về học vẽ cọ nét luôn. Chúc các bạn thành công ha, mình cùng coi lại cái mẫu này. Và khi chúng ta học ấy thì có một điều ấy, đó là chúng ta vẽ sai này, vẽ xấu này, thì đấy là chuyện rất là bình thường. Thí dụ như đây là một cái video Phượng vẽ này, thì các bạn thấy không? Phượng phải vẽ tới 7 mẫu lận thì Phượng mới đưa ra được một cái video cho các bạn xem. Chúc các bạn thành công nhé. Bye bye.